Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay mình về mấy cặp bánh xe quen pha 110 nha anh em. Với bánh đĩa với cặp mâm sonet nha anh em. Cặp mâm sonet với cột heo dầu tay thắng, cột đĩa. Có 110 nha anh em. Thì anh em nào cần lên đĩa thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha. Rồi bây giờ để anh quay chi tiết từ món đồ cho anh em nha. Trước tiên thì là nó cặp bánh quen pha với super game nha anh em. Cái này là quen pha nhỏ super game xài chung nha anh em. Đây cặp bánh quen pha nhỏ super game, căm đùm niềng zin, toàn bộ zin hết nha anh em. Đây, cặp này là cặp số 1 nha anh em, mình ghi là cặp số 1 nha. Toàn bộ là zin hết nha anh em, căm zin chì nè, căm zin chì đẹp nha. Vỏ cũng ok luôn, vỏ dày luôn nha anh em, vỏ còn ok hết nè, đẹp nè. Đùm là bao anh em là công lũng lưng cực đạn nha, không công quảnh gì nha. Niềng là 011 nha, Toshi 1.2, vỏ niềng căm đẹp, căm chì đẹp nha anh em. Ngay cái dòi, chỗ dòi là công biên 11 gì nha anh em. Lấy cái ca đổ nguyên ra, đổ vô cái chai cũng được, không một mọt gì nha anh em. Đây, má đầy đủ, má đùm lớn, bánh sau là 1.4, có má đùm đầy đủ nha anh em. Pha cho anh em là cũng không lỏng lưng bật đạn, không cong quển, đùm zin, đùm nước sơn zin nè, căm zin nè, niềng zin, toàn bộ hết. Vỏ sau là vỏ 80-90 nha anh em, cũng còn vậy nha. Nói chung cặp vỏ này, cặp vỏ này tương đối đẹp nha anh em. Đây đùm trong nha nè, tương đối sạch đẹp, đúng đời quen pha nhỏ super game nha anh em. Này còn mấy cáo nè, niềng này là niềng sisam goshi của Thái luôn nha anh em. Đây sisam goshi của Thái nè, cái này là game luôn nè anh em. ZG nè là của game, cái này là mình mua lại của người ta trong chiếc super game nha anh em. Goshi 1.4 thì mình bán cái cặp này cho anh em với giá là 1 triệu qua 1 triệu nha anh em, bán cho anh em với giá là 1 triệu cộng 80.000 tiền ship nha anh em. Cặp bánh mình bán cho anh em 1 triệu 80.000 tiền ship. Thì cái này anh em hàng nặng thì anh em nào mua thì cọc cho mình 100.000 nha, cọc cho mình 100.000 anh em. Rồi tới cặp bánh quen pha 110 đời mới về nha anh em, quen pha 110 đời mới. Thì cặp này là cặp số 2, vỏ ruột đầy đủ nha anh em, vỏ ruột cầm niềng nè ok hết nha, còn sáng nha anh em, cầm niềng còn sáng nè, sập đẹp, nước sơn zin, đùm zin hết. Nói chung là bao anh em là zin hết nha, vỏ zin theo xe còn nè, có nghĩa là người ta đi rất ít nha anh em. Không mua à, đẹp nha anh em. Em mất làm rồi. Má bát đầy đủ nha anh em. Cái niềng này là niềng 1.4 nha anh em. Đây 1.4 1.4 14. Vỏ inu zin theo xe, má đậm sờ zin, nước sơn zin nè, cầm zin, má nhỏ nha anh em. Cái này là má nhỏ nha anh em. Rồi cái bánh sau, cái bánh sau là 1.6 nha anh em, 1.6 nè. Hai cái này là trùng mã luôn nha anh em, bánh trước bánh sau trùng nè, TMT nè, cái trước cũng MT luôn, 1.6, vỏ zin inu, đùm zin luôn, cầm zin. Nói chung là niềng bọng là không bị một mọt gì nha anh em, không yên một mọt. Giờ anh em chỉ việc rửa chùi sợ lại là mình gáp lên xe thôi nha anh em. Rồi cái cặp này thì bán cho anh em với giá là 1 triệu. Cái cặp số 2 nha anh em, cặp này là cặp số 2 nè, bán cho anh em với giá là 1 triệu 250 cộng 80.000 tiền ship nha anh em. Thì nói chung mấy cặp bánh này nặng thì anh em nào mua thì cũng tới cọc mình nha anh em, còn trừ khi nào anh em đã từng mua hàng của mình rồi thì không cần cọc nha, còn mua rồi là bắt buộc phải cọc nha, mình mới gửi hàng nha anh em. Rồi, giờ tới cái cặp số 3, cặp
số 3. Má đùm, má hơi bị chóc sơn. Đùm. Zin, cam zin. Cái này là đại 2017-18 nha anh em. Đùm zin, cam zin nè. Rossi nè, 1.4. Mày ít. Tây ít chứ. Đùm zin, cam zin, cam thì giờ anh em vệ sinh lại nha. Tương đối sạch sẹp, sạch sẽ nha, nhưng mà giờ anh em vệ sinh lại. Đó, nó còn sáng. Niền là bao cho anh em toàn bộ, niền là không bị mục mọt nha. Niền là mục là mình không bao giờ mình bán nha anh em. Niền mục là không bao giờ mình bán. Mù niền là bao cho anh em mục mọt luôn. 1.4. Bánh sau là 1.6. Má đùm đầy đủ, này là mình chưa vệ sinh nè. Giờ anh em bỏ miếng xì bông, miếng xăng gì đó vô, anh em vệ sinh rửa lại là mới nha. Để mình không có thời gian mình làm nha anh em, nó nhiều công việc quá. Cầm niền, cầm cũng còn sáng nha. Niền thì bao mục mọt các kiểu. Tùm diêm vỏ cũng tương đối ok nha anh em, vỏ còn dày nha. Chung mấy này là vỏ còn ok hết nha anh em, vỏ còn xin về là mình xài luôn thôi, không cần thay gì lại hết. Rồi cặp bánh này thì bán, cặp bánh số 3 này thì bán cho anh em cái giá là 1.1 triệu nha. 1.1 triệu cộng 80.000 tiền ship. Nếu anh em nào mua thì cứ việc alo mình. Rồi tới cặp câm, bánh câm tháng đẻ. Câm tháng đẻ này thì câm nó hơi xuống màu một tí. Nói chung thì nó xuống màu thì bán theo cho anh em cái xuống màu, bán cho anh em rẻ. Về cho anh em xài gì đó là xài. Hoặc là mình bỏ câm mình bắt lại cái gì đó tùy anh em. Mà niền là không mục nha anh em. Niền không mục nha. Niền không mục mọt nè. Câm thì nó hơi xuống màu nè. Đùm thì nó hơi chóc một tí nè. Vỏ thì cũng ok. Niền là zin nha anh em, niền Goshi. Niền Goshi 1.6 nè. Đó, cái đùm nó hơi chóc nha. Thì nói chung nó xấu thì mình bán cho anh em giá theo giá rẻ nha. Chứ không phải xấu mà bán giá cao cho anh em nha. Xấu thì bán cho anh em giá xấu. Đây. Cấp tốt luôn nha anh em. Cái con cấp đồ mét luôn. Cấp đồ mét nó không có con sâu ở trong, giờ anh em mua con sâu bỏ vô nha. Nó cốc zin nhưng mà không có con sâu. Bánh trước là có đẻ luôn nè. Có cái đẻ nè. Vỏ niền cũng niền zin luôn. Oxy 1.4. Đùm trước đẹp nha anh em. Cái đùm trước không chóc nè. Bao đẹp cho anh em luôn. Vỏ ok. Niền bao một mọt kiểu. Câm trước thì tương đối đỡ sạch hơn câm sau một tiếng nha anh em. Thì giờ anh em muốn làm gì làm tùy anh em. Muốn bắt lại hay muốn để gì mình cài bừa gì tùy anh em. Rồi mình bán cho anh em cái cặp này với giá là 800.000 nha. 800 cộng 80.000 tiền ship nha anh em. Là 800 là nó có cặp cốt luôn nè, với con sâu đồ mét luôn nha anh em, đầy đủ. Thì nói chung là mình bán kẻ xấu thì mình bán giá tôi rẻ cho anh em xài về tùy anh em. 800 có đầy đủ nha, cốt bảo còn đủ. Rồi tới cái chứng 310 nha anh em. Chứng 3 này là quay ếch 110. Bao anh em là không công không quển, ốc tán đầy đủ nè. 4 ốc luôn, bán cho anh em với giá là 150.000. Anh em nào mua thì alo mình, bán cho anh em rẻ luôn, 150.000. Rồi cặp phục trước nè. Ngay thẳng ok đàng hoàng nha anh em. Không xì nhớt nha. Sơn thì nó cũng hơi cũ thì cũng chóc, vậy anh em xài thì xài, không xài thì mình sơn lại. Thì theo anh em, bao anh em là zin nha, đời 2013 nha. 2013 thì cái này bán cho anh em với giá là 300.000, lộn 400.000 nha. 400.000 cặp cột đĩa. Cái này là đĩa một bít tông nha anh em. Anh em nào xài đĩa một bít tông là xài vô chung ok luôn nha. Đây mình có bộ heo một bít tông luôn đây. Sạch đẹp nha anh em. Không bị xì nè, không bị xì nhớt nè. Xì tóp zin còn luôn. Tai zin KTFT nè, zin nè. Dây zin không bị mục bể gì nha anh em. Cộng dây là nó không bị đứt gãy gì hết nè. Heo dưới cũng ok luôn, đang hoạt động bình thường. Nước sơn cũng tương đối sạch nè, nó sơn đen nha anh em. Cái này là đúng quay ếch 110 là nó màu đen nha. Đề 13 là màu đen. Vỏ tấn cũng còn dày. Tiền bán cho anh em với giá bộ heo này với giá là 700.000 nha anh em. Sạch đẹp nha, bộ này tương đối sạch đẹp nha, 700. Rồi tới cái cù dĩa. Cái cù dĩa này tương đối cũng sạch đẹp nha anh em.
này giờ anh em chùi gửi ra hấp tán đầy đủ nè, cục canh với bạc đạn đầy đủ, không lỏng lưng nha anh em, bán cho anh em với giá là 100.000. 100.000 cái cùi này nha anh em, cùi dẻ nè, 100.000. Rồi tới cặp bánh Sonic nha anh em. Cặp bánh Sonic vỏ 2020 y như mới nha anh em. Này là người ta chạy mấy ngàn ta tháo ra nè. Vỏ còn y như mới nè, gai còn tua tủa luôn nè nha anh em. Đây nè. Bánh thì nước sơn zin. Nước sơn zin nha anh em. Không có bật đạn nhưng mình bao cho anh em là không lỏng lưng nha, tại vì xe này người ta chạy rất là ít nha. Bởi vậy là không bao giờ lỏng lưng, không cong không quẩn luôn. Sonic nha anh em. Bánh này là bánh của Sonic, vỏ trước vỏ sau còn luôn nè, theo xe nè. Vỏ zin theo xe còn nè, 2020. Sạch đẹp hết. Nước sơn zin, vỏ zin nè. Vỏ còn dày cui luôn nè nha anh em. Honda. Honda nha anh em, made in Indo nè. Xe này là xe nhập, mâm này là của xe nhập Indo nha anh em. Bao là không cong không quẩn. Bao đẹp cho anh em. Rồi cặp mâm này thì mình bán cho anh em giá ok nha, giá tốt nha. Mình bán cho anh em cái giá là 1 triệu 1 triệu mốt, cộng 80.000 tiền ship nha anh em. 1 triệu mốt, 80.000 tiền ship. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha anh em. Anh em nào cần mua món nào thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha. Số điện thoại mình có để trên phần video clip đó nha anh em. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.